đến chúng ta sẽ lắp phần thân của robot nhà anh. Thì sau đây là những chi tiết mà chúng ta có, bao gồm 3 chi tiết số 14, 4 chi tiết số 10, 1 chi tiết số 2. Đây là tấm thân, đây là tấm thân dưới. Ok, giờ chúng mình cùng lắp nào. Chúng ta sẽ sử dụng 4 bu lông M3 6 ly và 4 trụ nhựa. Chúng ta chú ý chiều, nó sẽ như thế này. Có hai lỗ bên đây, bên phải nó sẽ có một lỗ thôi. Chúng ta sẽ đặt bu lông M3 6 ly vào và chúng ta sẽ dặn một nhựa vào. Đó. Tương tự với những 4 vị trí này. Vị trí cuối cùng lắp bò. Đây. Sau đó chúng ta sẽ có thể lắp bò vào. Đây là mặt trên, còn đây là mặt dưới. Chúng ta có thể đặt bò vào như thế này. Đó, các bạn có thể thấy. Ở đây các bạn thấy là cái phần công tắc này nó sẽ nằm trùng với phía phía bên một lỗ, còn các bên còn lại nó có hàng chữ nhật, ở bên đây chỉ có một hàng chữ nhật thôi, thì cái công tắc nó sẽ nằm ở phía bên đây như thế này là đúng. Thế này chúng ta sẽ dùng hai đai ốc nhựa để lắp chặt bò lại. Chúng ta sẽ lắp ở vị trí bên này và vị trí ngay chỗ này. Sau khi lắp bo vào thì chúng ta sẽ lắp các chúng ta sẽ dùng bu lông M3 10 ly. Tiếp theo là cạnh này. Các bạn sẽ để tay ở đây để giữ cho con ốc của chúng ta không bị rơi. Sẽ dùng bu lông M3 10 ly. Chúng ta đặt vị trí bên đây. Chúng ta sẽ cho bu lông M3 vào. Vị trí cuối cùng chúng ta sẽ dùng một miếng nhỏ hơn. Chúng ta sẽ để tay ở vị trí này để cố định con vít của chúng ta. Chúng ta sẽ bỏ bu lông vào. Sau khi bỏ bu lông vào chúng ta sẽ dùng đây không? M30 để bắt cố định cái miếng này lại. Đây, chúng ta sẽ có như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp hộp pin và mạch giảm áp vào. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng bu lông M310 cho vị trí này. Đây, các bạn để ý sẽ có hai cái lỗ để chúng ta bắt cái bo vào. Chúng ta sẽ lắp ở vị trí này trước. Chúng ta sẽ giữ tay và sử dụng miếng mica tròn này để làm miếng đệm. Chúng ta sẽ đặt bo này lên.
như thế này. Sau đó chúng ta sẽ dùng trụ nhựa này để siết bò của chúng ta lại. Chúng ta còn chú ý là chúng ta không siết chặt. Các bạn tiếp tục ở cái con ốc này, chúng ta cũng dùng bô lông M3 10 ly và dùng một miếng đệm này, chúng ta di chuyển bo của chúng ta lại sao cho con bô lông của chúng ta vào trong cái lỗ của bo, và chúng ta sử dụng trụ nhựa để chúng ta bắn lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần lắp hộp pin. Thì ở trên cái thân của con robot nhỏ nó sẽ có 4 lỗ để lắp pin. Đây các bạn được nhìn 4 lỗ này, chúng ta sẽ đặt. Nó sẽ đặt để pin lên và chúng ta sử dụng 4 cái bu lông M36 để siết cái hộp pin này lại. Chúng ta sẽ dặn thật chặt cái đế pin của chúng ta vào trong robot, cái thân của robot như thế này. Đây sẽ lắp xong lại cái này, lắp nắp lại này. Tiếp theo chúng ta sẽ luồn dây của dây nguồn vào trong cái lỗ như dưới để chúng ta cắm vào bò của mình. Đây và dây nguồn này sẽ được nối vào cái rắc này như thế này. Đây là phần thân trên của nhện. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp 4 servo vào thân nhện. Ta sẽ luồn dây servo vào như thế này. Ta sẽ đặt cái miếng này để kẹp servo lại và dùng bô lông M3 8 ly để siết. Tiếp tục phía bên đây chúng ta vẫn dùng bô lông M3 8 ly để siết. Lắp cứng như thế này là tương tự các vị trí còn lại.
chúng ta sẽ tạo vị trí này. Sau khi lắp xong 4 servo chưa cứng các bạn siết cứng này. Servo nó được cố định như thế này rồi. Được. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp đế của thân robot nhện vào. Đây, các bạn chú ý về các thanh nào nó khớp với nhau. Chúng ta sẽ dùng bộ lông để bắt lại. Chúng ta sử dụng bộ lông M310. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành khung thân nhện như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp 4 chân của nhện vào thân. Thì đây, thao tác lắp chân chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đây, chúng ta sẽ có như thế này. Chúng ta nhấc nhẹ cái chân này cho nó khớp vào cái servo. Đây, như thế này là được. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng bô lông M36 ly để bắt chân nhện vào thân như thế này. Đây, các bạn lắp sao mà cái nhện, chân nhện của chúng ta có thể chuyển động nhẹ nhàng, mà chúng ta sẽ lắp cái cánh nhện servo sau. Khi chúng ta lắp xong hết, chúng ta cà líp thì chúng ta mới lắp cánh servo vào, tương tự với các chân khác.
phần còn lại. Thì thầy chúng ta sẽ lắp đầu cho robot nhận của mình. Chúng ta sẽ có hai miếng như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng một cái đại ốc M3 và một bu lông M3 10 ly. Xong chúng ta đặt lên, chúng ta sẽ sử dụng hai bu lông M3 10 ly. Thế chúng ta sẽ lắp cảm biến siêu âm vào. Đầu tiên chúng ta sẽ luồn dây vào vị trí này. Và đây là rắc của cái cảm biến siêu âm. Bạn lắp dây vào. Như thế này là được. Cảm biến siêu âm của chúng ta.